Đoàn công tác do thiếu tướng Lê Minh Hiếu, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an làm trưởng đoàn, thông báo kết quả kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật thông tin đối với các hệ thống thông tin kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân, hệ thống định danh và xác thực điện tử trên địa bàn tỉnh Long An. Đại tá Trần Văn Hà, Phó giám đốc Công an tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Tham dự buổi làm việc có ông Bùi Nguyên Khởi, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An. Qua kiểm tra, các cơ quan đơn vị cơ bản đã thực hiện tốt việc chấp hành các quy định về an ninh an toàn thông tin đối với trang thiết bị được trang cấp. Đoàn kiểm tra đã đề xuất các giải pháp hướng khắc phục để bảo đảm tốt hơn công tác bảo vệ an ninh an toàn trang thiết bị được trang cấp và hệ thống mạng thông tin quốc gia. Tại buổi làm việc, các đơn vị được kiểm tra tiếp thu và đề ra biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra.